lắng về điều kiện, về sống không có đầy đủ tiện nghi cho các bé, nhưng mà còn về vật, còn về tinh thần thì chúng tôi ưu tiên hàng đầu các bé được huấn luyện đầy đủ. Những cái gì mà ở ngoài đời người ta biết hết thì chúng tôi mong mỏi rằng các bé phải biết, ví dụ như ca hát, đặc biệt là diễn kịch thì lúc nào các bé cũng đặt ưu tiên hàng đầu, cho nên là các bé diễn rất là xuất thần. Bé cũng chết xấu, trước sau gì cũng chết, mình sau phải có ích cho xã hội, biết chưa? Mỗi tối thì có các thầy ra dạy đạo cho mấy bé, giáo dục về đạo đức là cái hàng đầu. Là các bé sống mặc dù có tài nhưng phải có đức, chúng tôi muốn đem cái đức độ của các bé làm gương cho những bé khác. Hoặc là sau này bé sẽ đi theo con đường của chúng tôi là dạy lại cho những người khác. Okay.
Phúc ơi. Dạ. Giang Thành. Trời ơi. Dạ. Rõ tiếng nuôi mày cao lắm mà sao bây giờ rồi sao bây giờ mày lùn như vậy? Rồi biết chắc luôn, mày cưới con hai ghi quân nó leo lên đầu lên cổ mày ngồi riết mày lớn không nổi đúng không? Bây giờ là 16 tuổi có nghĩa là học lớp 10 đúng không? Dạ đúng. Trong lớp là con cao nhất phải không?
Dạ con cao nhất luôn á, nhất trường luôn. Để ai nhất trường luôn hả? Trời ơi sao hay quá. Tại sao con mê hài? Dạ từ nhỏ con coi hài xong rồi con thấy nó vui chứ con không có đam mê, rồi từ năm lớp 6, lớp 7 cái con bắt đầu đam mê. Cái này thi là tự là con muốn thi hay là ba mẹ ủng hộ con thi? Dạ tự con đi thi, chừng nào rậu cách tin con nói với ba mẹ con. Hay quá vậy ta. Ở trong trường á, ở trong trường có làm cho ai cười được chưa, có tham gia một cái hoạt động gì chưa? Dạ hồi lớp dạ lớp 8 với lớp 9 thì cái tiết mục văn nghệ hài đồ là con có tham gia, và năm lớp 8 là con là người đi đầu trong cái mang hài vô trường học. Trời ơi ghê không, đừng có giỡn nha. Thank you.
Alpha là. Thank you.
anh có chuyển loại này. Rồi máu biếc, tôi chuyển loại. Bơ 14 trên này, đây đây này. Yeah.